Hey, chào các bạn. Hey, cho các bạn xem cây này nè. Đó các bạn, cây này cây gì? Hạnh phúc đấy. Đẹp không? Đẹp không? Nó ra được con hoa màu. Còn mấy hoa kia nó bị gì? Bị tật. Đẹp không? Màu rất là trang nhã. Nhìn ghiền ha. Nay mình ghép bạn. Ghép tiếp các bạn. Ta thấy nó đẹp quá. Nó có cái này nè. Nó đây. Bao nhiêu tuần chờ đợi giờ thu hồng. Ghê không? Bao nhiêu tuần chờ đợi nó vậy đó. Thôi luôn. Này không biết bị gì luôn. Cái này mình cắt cái phần mà cái nhánh ở trên này nó liền rồi. Mình cứ nghĩ nó ngon ăn rồi nó thúi luôn. Không dính rồi, không biết bị gì. Cũng ghép y chang kia thôi. Nhưng mà cái cây này khi mình ghép xong mà đem vô nhà. Nhà mình để. Mình để ngay chỗ này luôn. Hôm trước anh kia thì anh kêu đừng để ngay lõi, để chụp qua lõi vậy nè. Nguyên nhân tại đây ta. Tại mấy cái cây này mình ghép mấy cây này đâu bị gì đâu nè. Mà nó chưa ra thôi. Chưa đâm chồi thôi. Ba mục đều ngon luôn. Mà cái cây này chưa vậy trơn nó lùi rồi. Giờ ghép lại. Hey. Cây này là ghép không biết lần thứ mấy rồi. Cắt nguyên nhỏ cùi luôn. Từ cây cao thành cây lùng luôn. Giờ ghép lại thôi. Mình sẽ cắt ăn đây ha. Hù nó ăn sâu ghê không. Bà ơi luôn nè. Thúi vô tới trong luôn rồi. Trời ơi kìa. Tí ơi luôn. Tới đây mà vẫn còn thăm mà các bạn. Ghê chưa. Tới đây mà vẫn còn thăm luôn á. Ghê quá. Gần sát cái này luôn nè. Vẫn chưa trắng được, nó vẫn còn vàng vàng. Trời ơi, cắt quá trời cắt luôn. Ghép một mắt một mà nó bị thúi, trời ơi. Tờ lơ luôn. Ghê thiệt. Đây hả. Giờ mình ghép lại, mình cắt cây hạnh phúc qua mình ghép. Cắt cây hạnh phúc của này nè. Cái này ghép lại. Mình thấy cái nhánh này là nó chưa quá. Nên đè nó. Cắt ngang, ngang đây. Ghép ngọn luôn ta. Ha. Mới ghép ngọn. Cái đầu này nó lành nè. Lấy con bo một mà. Tại con cây nó có con bo một. Trên non dưới già. Nó nghĩa là trên này là non. Còn cái gốc ghép là phải già thì nó dính. Nói không mà nó không chịu dính nữa mới ghê.
Giờ mình đẩy cái này vô. Sẽ cái lỗi này nhỏ xíu trời. Ghép một lần hai bo vô đây được không ta? Đây ha. Giờ xong mình để nó lên. Ghép lần này không được nên là xong luôn. Là cắt sát dữ luôn. Bị xéo không bên không? Cột dây thun là chỉnh. Cái thông chỉnh cho nó ngay ta. Cái này cái dây thông mình là phải để sát xuống dưới cái chỗ này nè, phải cách đây một lóng tay dạng hầu đồng vậy đó. Mà mình thấy làm gì đúng đó các bạn. Tại mấy cây mình cái cây kia hai cây kia mình ghép là tại mình để đây lóng tay mồ hôi nó đổ ra. Nó vẫn không bị thối. Nó vậy là được rồi. Nói chung là mình cũng đừng nên cãi những người đi trước. Người những người cãi những người thành công thì sẽ có hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhưng mà lắm lúc của mình cũng nên cãi đi các bạn. Thì làm vậy nó mới vui. Ai biết được đâu là mình đi được con đường mới sao. Nói chung là mình sẽ tìm được một cách gì đó của mình để mình làm mình chơi. Bây giờ cái quan trọng nhất là giờ để ngoài ngoài mát hay để trong hay để ngoài đây nè. Tại vì mình để ở trong trong cái đó đó. Trong cái khu tụ tập đó đó thấy không? Hay chỗ đó đó. Thì cái cây nó không bị gì hết á. Mình đem cái cây này mình sợ nắng đó. Cái mình đem nó vô mát. Mình đem nó vô mát cái nó bị thối. Mình nghĩ là bị vậy. Chứ cái cây này mình treo gần 2 tuần rồi nè mà đâu bị đâu. Treo rồi đó đó. Có lẽ như là cái màu xanh trên cái thân của cái cây sứ này nó có hình như nó có chất diệp lục hay nó cần ánh sáng để quang hợp hay sao. Nên cả ánh sáng nó sống hay sao nên là để ở ngoài không bị, mà để trong mát là hình như để trong mát lần nào cũng bị thối cái bò này. Mặc dù nó không bị mồ hôi nhiều nhưng mà vẫn bị thối. Mình không biết là có đó là phải là nguyên nhân chính để mà nó gây thối cái bò hồng với nữa. Thì bây giờ mình cái này mình sẽ để ở ngoài luôn. Mình em theo dõi thôi coi nó có bị không. Còn đèn bò. Kiếm cái cây nào đó ghép vô nó. Kiếm cái con là nó. Đây. Chào các bạn nha. Ghép cũng đơn giản mà đúng không? Chỉ vậy thôi đó. Mà làm hoài cũng được á.